Chương 1.1 Mở đầu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Các lốt vừa bước ra khỏi buồn tắm thì chuông điện thoại reo vang. Cuốn vội chiếc khăn rồi đi ra phòng khách bừa bộn, suýt vấp phải cái thùng sách chưa mở, kể từ khi đến thành phố anh vẫn chưa có thời gian để mua một máy trả lời điện thoại và chỉ vài sĩ quan biết số của anh. Nhất là khi Umbrella đang thanh toán hóa đơn cho anh, để lỡ bất kỳ cuộc gọi nào cũng không thế được, chụp lấy ống nghe bằng cánh tay ướt đẫm anh cố không lộ vẻ hết hơi, chào. Các lốt, Mid Hirami đây. Trong vô thức, các lốt đứng thẳng dậy, tay vẫn nắm chặt cái khăn. Vâng, thưa ngài. Hirami là đội trưởng của anh. Các lốt chỉ gặp anh ta có hai lần, chưa đủ để biết được anh ta là người thế nào, nhưng anh ta có trình độ cũng như những người khác trong dội trình độ, nếu không nói là hạng tốt. Cũng như Carlos, không ai kể nhiều về quá khứ của họ, dù anh biết là Hirami có liên quan đến vụ buôn lậu súng qua miền Nam Mỹ vài năm trước khi anh ta bắt đầu làm việc cho Umbrella. Hầu như mọi người anh gặp tại U, B, C, S đều có một hay hai bí mật, đa số là những hoạt động không hoàn toàn hợp pháp, có lệnh khẩn. Chúng ta tập trung mọi người càng nhanh càng tốt, anh có một tiếng đế trình diện, chúng ta khởi hành hai tiếng sau, tức là 1.500, rõ chứ? C.U.H. Vâng thưa ngài. Carlos đã nói rằng tiếng Anh trong nhiều năm nhưng anh vẫn đang tập để sử dụng nó trong bất kỳ hoàn cảnh nào có thông tin gì về tình hình hiện nay không. Đừng hỏi, anh và những người còn lại sẽ được thông báo khi tập hợp đầy đủ. Cách Hirami nói làm Carlos biết rằng anh ta còn nhiều điều để nói, Carlos vẫn đợi, bắt đầu thấy ấn lạnh khi những giọt nước trên người khô đi, cấp trên nói là một vụ rò rỉ hóa chất, Hirami nói thế, Carlos có thể cảm thấy sự băng khoăn của viên đội trưởng có cái gì đó đang làm người ta, đang làm người ta hành động kỳ cục. Các lốt nhíu mày, kỳ cục như thế nào? Hirami thở dài, Olivia, họ đâu có trả tiền để chúng ta đặt ra những câu hỏi, phải không? Giờ thì cậu và tôi cũng biết nhiêu đó thôi. Cứ tới đây đi. Vâng thưa ngài. Các lốt trả lời nhưng Hirami đã cúp máy, các lốt đặt ống nghe lại chỗ cũ, không biết anh nên cảm thấy hồi hộp hay hứng thú về nhiệm vụ đầu tiên làm cho UBCS, Umbrella Bihoyak Countermeasure Service, đội phản ứng hiểm họa sinh học Umbrella, một danh hiệu ấn tượng cho một nhóm người là cựu lính đánh thuê và cựu quân nhân, đa số với kinh nghiệm chiến đấu và lý lịch không sáng sủa lắm, người tuyển quân ở Honduras nói họ được thuê đế. Đối phó với những tình huống Umbrella cần giải quyết nhanh chóng, gọn gàng và hợp pháp sau 3 năm chiến đấu giữa những băng nhóm và những cuộc cách mạng sống trong căn lều lắm đầy buồn, ăn những thức ăn đóng hộp thì lời hứa hẹn một việc làm thật sự. Mức lương khá cao, cứ như một lời cầu nguyện được Chúa đáp ứng vậy, quá tốt đế có thực, đó là điều mình nghĩ, và sẽ ra sao nếu điều mình nghĩ là sự thật. Các lốt lắc mạnh đầu, chừng nào còn đứng quấn khăn thì anh còn chưa biết được điều đó. Dù sao đi nữa không gì có thế tệ hơn là hạ những lũ du kích trong một khu rừng vô danh nào đó, lo lắng không biết khi nào một viên đạn sẽ kết thúc đời mình anh có một giờ, từ đây đến văn phòng hết 20 phút, anh quay về phòng tắm, quyết định sẽ tới sớm thử xem có khai thác được thêm gì từ Hirami không. Anh đã cảm nhận được sự phấn khích, cảm giác anh đã lớn lên cùng nó, đã biết quá rõ hơn bất cứ ai, phần kích động, phần về phòng, và phần lo sợ, các lốt mỉm cười, bỏ tắm khăn xuống. Anh đã dành quá nhiều thời gian trong rừng. Bây giờ thì ở nước Mỹ, làm việc cho một công ty dược thẩm hợp pháp, còn gì để sợ chứ, Nada, vẫn mỉm cười. Anh cất bước đi đến văn phòng, một ngày nắng cuối tháng 9 ở ngoại ô thành phố nhưng các lốt có thể nghe thấy cơn gió mùa thu thoảng qua trong sự vội vàng đến văn phòng, một cái gì đó mỏng manh trong không gian, lá trên những cành cây bắt đầu rụng. Không phải là quanh đó có nhiều cây, chẳng là căn hộ của các lốt ở rìa khu công nghiệp vài cái cây xám xịt giả tạo, bao quanh khu đất ung tùng có dại, trông cứ như cả khu nhà kho xuống cấp vậy, văn phòng UB. C, F được nâng cấp từ một cái nhà kho thuộc quyền sở hữu của Umbrella, bao quanh bởi một hệ thống vận chuyển phức tạp khá hiện đại với sân đáp cho máy bay trực thăng, bến tàu chở hàng, một cơ cấu khá hợp lý. Các Lốt thắc mắc tại sao họ lại xây dựng nó ở khu vực nhếch nhác thế này, họ hoàn toàn có khả năng xây dựng ở nơi tốt hơn. Các Lốt kiểm tra đồng hồ vừa nhanh bước hướng về đường Everest. Anh muốn tới sớm trước cuộc họp để biết những người khác đang nói gì. Hirami đã nói họ tập trung mọi người, bốn trung đội, ba tiểu đội 10 người trong mỗi trung đội, tổng cộng 120 người, các lốt là hạ sĩ trong tiểu đội A trung đội D, thật buồn cười, cách mọi việc được sắp đặt, nhưng anh nghĩ phải giữ liên lạc với mọi người, ai đó phải biết điều gì đó, anh quẹo phải khi số nhà trên đường Everest tới 374, tâm trí anh đang ở nơi khác, tò mò không biết họ sẽ được gửi đến đâu, khi một người đàn ông bứa. Xê ra từ con hẻm đứng trước mặt anh vài mét, một người ăn vận sang trọng với nụ cười nở rộng trên môi. Ông ta đứng đó, tay đút trong áo khoác đợi cho các lốt đến gần. Các lốt vẫn cẩn thận giữ vẻ mặt tự nhiên, dò xét người đàn ông thận trọng. Cao, gầy, tóc đen, cặp mắt đích thị của người Caucasian, gần trung tứ tuần đang mỉm cười như thế ngụ ý ông ta muốn cho anh biết một trò đùa đặc biệt. Các lốt chuẩn bị bước qua ông ta, tự nhủ mình là có biết bao kẻ vô công rỗi nghề sống trong những thành phố cỡ trung. Một mối nguy hại không tránh khỏi của cuộc sống thành thị, có lẽ ông ta muốn cho mình biết người ngoài hành tinh đo điện não của ông ta, hoặc nói nhảm về vài giả. Thuyết về âm mưu gì đó, các Los Oliveira, người đàn ông hỏi, nhưng nó giống một lời khẳng định hơn là câu hỏi, các Los ngừng lại, cảm thấy căng thẳng, tay phải tự động đưa tới chỗ anh mang súng, trừ việc hiện giờ anh không mang nó kể từ khi anh qua khỏi biên giới, như thế cảm thấy sự bực dọc ông ta gây nên, người lạ mặt lùi lại, giơ tay lên. Ông ta có vẻ thích thú, nhưng đặc biệt không phải đang đe dọa, ai đang hỏi chứ hả? Carlos gắt và làm cách nào ông biết tên tôi? Tôi tên Trang, cậu Oliveira. Ông ta nói, ánh nhìn tối vẫn lấp lánh sự đùa cợt và tôi có vài thông tin cho cậu đây. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.